Tử Vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, 6 tháng đầu năm 2021, thị phi khiến tài vận sụt giảm mạnh. Xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Bính Ngọ là người có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và óc phân tích nhạy bén, sáng tạo. Bởi vậy, họ gặt hái được nhiều thành công trên con đường xây dựng, phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, tuổi Ngọ mệnh thủy có tài kinh doanh, buôn bán và tổ chức, quản lý công việc. Nhưng khi ở độ tuổi 55, tuổi Bính Ngọ lại phạm phải hại thái tuế, khiến con đường sự nghiệp và tài vận đều trở nên khó khăn, sức khỏe và tình cảm cũng vì thế mà giảm sút. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ đến quý vị và các bạn về tử vi ông bà tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Bính Ngọ trong nửa đầu năm 2021, vận trình của tuổi Bính Ngọ trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm mới bình an và sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Sau đây là phần tổng quan về tử vi của ông bà tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Theo tử vi nửa đầu năm 2021 cho thấy, ông bà tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, vừa phạm hại thái tuế, lại có kiếp tài rình rập, điềm báo tài vận sụt giảm mạnh, sẽ hao tổn tiền của. Nói về cơ hội làm giàu hay tăng nguồn thu nhập thì vẫn có, nhưng vì họa phá tài khá mạnh, ông bà sẽ bị mất tiền cho người thân, bạn bè, họ hàng. Bản thân cũng chi tiêu tùy hứng, không có kế hoạch rõ ràng, đôi lúc tiền bạc như không cánh mà bay. Ông bà tuổi Bính Ngọ cũng rất dễ gặp phải họa thị phi trong năm nay. Sức khỏe cũng có vấn đề, chớ nên chủ quan. Ngoài ra, người xưa thường có câu, thái tuế đường đầu họa, vô hỷ ắt hư họa. Có nghĩa là với mỗi năm khi thái tuế đến thì ắt sẽ có việc đến theo. Thái tuế đến đâu thì phương đó nghi tĩnh, bất nghi động, cho nên ông bà sẽ hung họa khôn lường. Vậy nên để hóa giải, ông bà hãy mang bên mình một thẻ kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó, mặt sau có in lệnh phù thái tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó ông bà có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà tuổi Bính Ngọ trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Tử vi của ông bà tuổi Bính Ngọ nửa đầu năm 2021 dự báo rằng nếu ông bà vẫn đang đi làm thì đường công danh, sự nghiệp không được suôn sẻ trong thời gian này. Ông bà dễ vì sự chủ quan và thiếu tập trung mà gây ra sai sót, dẫn đến họa thị phi, tiểu nhân quấy phá. Nếu đã đến tuổi về hưu và theo nghiệp kinh doanh, buôn bán tự chủ thì sức cạnh tranh trong thời gian này sẽ tăng lên đáng kể, khó triển khai kế hoạch như những gì đã tính toán từ trước, không có lợi cho việc cải thiện hiệu suất, nâng cao doanh thu. Đó là lý do ông bà dễ nảy sinh tâm lý tiêu cực, thậm chí có thời điểm muốn buông xuôi mặc kệ tất cả. Cho nên để có thể hóa giải vận mệnh, ông bà tuổi Bính Ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp ông bà đạt thông năng lượng ngưng tụ,
thiên, địa, nhân, giúp hóa giải thị phi, xua đuổi tiểu nhân quấy phá và hung tinh trong thời gian này. Từ đó mang lại cát lành, tài lộc và thuận lợi trong công việc. Đồng thời pháp khí còn chiêu mời quý nhân che chở và giúp đỡ ông bà phát triển trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi của ông bà tuổi Bính Ngọ nửa đầu năm 2021 cho thấy rằng vận trình tài lộc của ông bà tuổi Bính Ngọ không được như ý trong thời gian này. Tuy có cơ hội làm giàu, nhưng ông bà thường bỏ lỡ hoặc không tận dụng được hết lợi thế vì lý do nào đó, hoặc cũng có thể vì cả tin mà sẽ bị cướp mất cơ hội. Việc chi tiêu trong thời gian này của ông bà cũng cần tính toán cho thật khoa học, chớ nên tin người thái quá, để rồi tiền mất, tật mang, ai xứng đáng chi tiền mới cho. Đồng thời, ông bà cần tránh việc vung tiền theo sở thích và hứng thú, kẻo hao một khoản tiền lớn. Ngoài ra, thứ tài trong thời gian này không tốt, gây bất lợi cho khoản đầu tư. Vì thế, ông bà cần phải hết sức thận trọng khi xuống tiền lớn, kẻo hậu quả khôn lường. Để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Bính Ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tân Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân, tương trợ ông bà trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh trong năm 2021. Về mặt tình cảm và gia đạo, trong nửa đầu năm nhân duyên bất ổn, ông bà tuổi Bính Ngọ lại phạm phải thái tuế, nên phương diện tình cảm, gia đạo khó mà cải thiện được như mong muốn. Vận trình tình cảm nhiều biến động, nếu vẫn còn độc thân hay đơn thân, đó lại là cơ hội tốt để ông bà tìm được đối tượng phù hợp. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản, ông bà cần phải cố gắng rất nhiều, bằng hết sức mới đạt được điều mình hằng mong. Nếu không, sẽ gặp điều cạnh tranh hơn và bản thân sẽ dễ thua vì không tranh thủ được lợi thế từ trước. Ngoài ra, với bà tuổi Bính Ngọ thì cơ hội tình cảm không nhiều, luôn ở thế bị động nên mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Vậy nên để cải vận tình duyên thì ông bà tuổi Bính Ngọ hãy sử dụng vòng tay phong thủy tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp kích hoạt vận đào hoa của ông bà trong năm, từ đó có thể hóa giải xung khắc, mâu thuẫn và tăng cường mối quan hệ với nửa kia, giả đạo, yên ấm. Đồng thời sẽ giúp những ông bà đang còn độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý. Về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe của ông bà tuổi Bính Ngọ trong nửa đầu năm 2021 cũng không thể chủ quan. Thời điểm này, ông bà dễ mắc các chứng bệnh khó chịu về đường tiêu hóa, cảm cúm, sốt cao do thời tiết thay đổi, tiềm ẩn những mối nguy cơ ở tim mạch. Cho nên ông bà cần kiểm soát cảm xúc thật tốt, tránh xúc động mạnh, kẻo dễ bị đột quỵ. Ngoài ra, trong thời điểm này, ông bà hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp ông bà tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ, bảo vệ ông bà. Khi mang theo pháp khí bên mình, cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ ông bà trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Bính Ngọ trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Tháng 1 âm lịch. Năm 2021, ông bà tuổi Bính Ngọ phải chịu tác động của cục diện xung thái tuế, nên mọi mặt của đời sống đều có dấu hiệu đi xuống. Tuy nhiên, tháng riêng vẫn là một tháng khá bình ổn đối với ông bà bởi có tán hợp quý nhân tương trợ. Trong sự nghiệp, ông bà duy trì được sự nhiệt tình, hăng hái, sẵn sàng chấp nhận thử thách nên dễ được cấp trên coi trọng. Song ông bà cần phải nhớ, chớ nên để sự nóng này khiến mọi chuyện lâm vào bế tắc. Ngoài ra, tháng này, tình trạng sức khỏe của ông bà không được khả quan. Ông bà cần chú ý giữ gìn, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành, máy móc. Thứ hai, tử vi tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch, ông bà tuổi Bính Ngọ dồn hết sức cho công việc của mình. Ông bà vẫn duy trì được trạng thái làm việc năng nổ, nhiệt tình. Song vì khối lượng công việc quá nhiều nên ngày nào cũng rất bận rộn mà thành quả nhận được chưa chắc đã được như mong muốn. Thời gian này, tài lộc của ông bà không có dấu hiệu gia tăng, vì thế chi tiêu cần phải tính toán chi tiết rõ ràng, nếu không sẽ rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí phải đi vay mượn người khác. Điều đáng mừng là ông bà đang sở hữu một sức khỏe khá tốt, giúp ông bà có thể nắm bắt
bắt tay và làm mọi việc mà không cần phải cân nhắc quá nhiều đến yếu tố của bản thân mình. Tháng 3 âm lịch. Tháng 3 là thời điểm khá yên bình và ổn định đối với ông bà sinh năm Bính Ngọ. Ông bà có thể dần dần giải quyết được hết những công việc còn tồn đọng ở trước. Trong quá trình này, dù đôi khi vẫn gặp phải khó khăn, trở ngại, nhưng đó là điều tất yếu nếu ông bà muốn trưởng thành và phát triển. Tuy nhiên, tình hình tài chính khá yên ắng, cho nên ông bà chớ vội đầu tư, hãy nghe ngóng rõ ràng tình huống ở xung quanh mình, chứ đừng sốc nổi, nghe theo những lời rủ rê, dụ dỗ. Tháng 4 âm lịch. Vận trình của ông bà tuổi Bính Ngọ có dấu hiệu được cải thiện trong tháng 4 âm lịch này do được cát tinh nâng đỡ. Những công việc nặng nề trước đây đã được giải quyết, ông bà có thời gian để nghỉ ngơi, trau dồi kinh nghiệm và rút ra những bài học từ thực tế. Ngoài ra, có thể quý nhân sẽ xuất hiện giúp ông bà đưa ra những giải pháp đúng đắn cho tương lai. Đặc biệt, trên phương diện tài lộc, chỉ cần ông bà chăm chỉ, chịu khó làm ăn, thì đến cuối tháng, ắt sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch, ông bà chủ yếu gặp rắc rối do bản tính nông nổi và hiếu thắng của mình. Ông bà chỉ muốn làm theo ý muốn cá nhân mà không chịu dành thời gian để lắng nghe góp ý của người khác. Đó chính là lý do ông bà thường xuyên mắc lỗi lầm, thậm chí làm sai cũng không chịu sửa, mắc đi mắc lại nhiều lần. Tháng 6 âm lịch. Tình hình tài chính của ông bà tuổi Bính Ngọ có dấu hiệu tăng trưởng rõ ràng trong tháng này. Nhờ có các tinh chủ về tài lộc chiếu mệnh nên nguồn thu chính được cải thiện đáng kể. Ông bà có thể được thưởng hoặc tăng lương vì những cống hiến trong công việc. Còn người làm đầu tư, kinh doanh vất vả ngược xuôi cũng sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với công sức lao động của mình. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của ông bà tuổi Bính Ngọ thì lại không được lý tưởng như thế. Có lẽ vì công việc quá bận rộn nên thường xuyên làm việc với cường độ cao, bỏ bữa hoặc ăn uống với đối tác. Những hoạt động này đều gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của ông bà. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của ông bà tuổi Bính Ngọ trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn ông bà tuổi Bính Ngọ. Trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu, ông tuổi Bính Ngọ bị sao Thổ Tú chiếu mệnh. Thổ Tú là hung tinh thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá xấu tay, sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 âm lịch. Còn với bà tuổi Bính Ngọ thì lại bị sao Vân Hán chiếu mệnh. Người xưa thường nói khi gặp sao này chiếu mạng, công việc ở mức trung bình, bà sẽ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mù miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sau này bất lợi nhất là vào các tháng 2 âm lịch, bà nên để phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Bên cạnh đó thì cả ông bà tuổi Bính Ngọ đều gặp hạn ngũ mộ trong thời điểm này. Gặp hạn ngũ mộ chủ về hao tài, bất an, cho nên ông bà không được tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ, kẻo gặp tai bay, vạ gió, mất mát tiền của. Mua đồ cẩn thận, kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của ông bà thời gian này gồm có các sao Thiên Việt, Nguyễn Đức, Đào Hoa, Thiên Trù, báo hiệu vận quý nhân và Đào Hoa Vượng có lộc ăn uống. Còn có tử phù gây đau yếu. Cung tam hợp thì gồm có những các tinh Thiên Khôi, Hồng Loan, Thiên Đức, Thúc Vượng Đào Hoa và quý nhân. Hung tinh Cô Thần, Quả Tú, Kình Xương, Kiếp Sát, Thiên Không, Hối Khí lại gây bất lợi về tình cảm, đề phòng tai nạn bất ngờ hoặc gia đình có chuyện buồn. Cuối cùng là cung xung chiếu thì có văn tinh tốt cho học hành, thăng tiến và bệnh phù gây bất lợi cho sức khỏe. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của ông bà tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua.
rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.